Hello hello, xin chào tất cả các bạn nhỏ. Lại là thầy Tuấn đây. Hôm nay thầy Tuấn sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nhỏ vẽ một chú rồng đơn giản bằng bút chì màu nha. Thì dụng cụ cần chuẩn bị là bút chì màu, giấy, bút chì, gom và một cây bút lông. Đầu tiên thì thầy sẽ sử dụng bút chì và gom để dựng hình. Thì thầy sẽ phát một cái khung hình vuông to bự nằm chính giữa tờ giấy và kẻ các trục của nó ra. Tiếp theo thì thầy sẽ xác định vị trí của phần đầu cũng như là những bộ phận khác của chú rồng như là cổ, mình, cánh và phần đuôi của chú rồng ra. Sau khi đã hoàn thành phần phân chia tỷ lệ đầu mình thì thầy sẽ bắt đầu đi vào từng chi tiết một. Ví dụ như ở phần đầu thì thầy sẽ vẽ thêm những cái vảy sừng cũng như là mắt, mũi, miệng cho chú rồng. Sau khi đã hoàn thành phần đầu thì thầy tiếp tục đi tới phần mình cũng như là những cái chi tiết như ở trên cánh, đuôi và ở trên phần chân của chú rồng. Sau khi dựng hình xong chú rồng bằng bút chì thì thầy sẽ sử dụng bút lông đen để viền lại những cái chi tiết cần giữ lại ở phần dựng hình chú rồng. Sau khi dựng hình xong thì thầy sẽ sử dụng gom để bôi đi phần dựng hình.
Bây giờ thì chúng ta sẽ tới phần tô màu. Thì thầy sẽ chọn một tông màu cho chú rồng này là tông màu đỏ. Thì thầy sẽ lấy màu đỏ và tô lót một lớp nhẹ nhàng đều màu lên toàn bộ phần mình của chú rồng này. Tiếp theo thầy sẽ sử dụng màu cam để tô những cái phần sáng trên phần mình của chú rồng và chúng ta sẽ tập trung vào những cái một bên sáng thôi nha. Tiếp theo thì thầy sẽ lấy màu đỏ đậm hơn để nhấn những cái phần hốc tạo chuyển khối cho chú rồng từ đỏ đậm sang màu cam nha. Vậy là chúng ta đã tương đối hoàn thành các phần mình của chú rồng tông màu đỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tô tiếp tới phần bụng của chú rồng. Thì thầy cũng sẽ tô lót một lớp màu vàng nhạt. Sau đó thì thầy sẽ sử dụng màu vàng đất để nhấn những phần đậm tạo độ chuyển khối cho phần bụng của chú rồng nha. Đừng quên tô phần tròng mắt của chú rồng nha. Và thầy sẽ sử dụng màu nâu để tô thêm một phần bóng ở dưới phần chỗ ngồi của chú rồng. Và nhấn thêm một chút màu đỏ ở phần đuôi của chú rồng. Tiếp theo thì thầy sẽ lấy màu đen để nhấn phần đậm sát ở dưới phần chân của chú rồng. Vậy là bài của thầy đã hoàn thành rồi. Chúc các bạn nhỏ vẽ chú rồng thành công. Nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube của Bùi Nhỏ để theo dõi những clip tiếp theo nha. Chào và hẹn gặp lại. Bye bye!